chào các bạn. Bản thân mình đã có cơ hội trải nghiệm và sở hữu nhiều hệ máy chơi game khác nhau. Nhưng gần đây, mình ngày càng thích sử dụng Xbox Series X tại nhà cùng với gói dịch vụ Game Pass vì 5 lý do sau đây. Thứ nhất là tiết kiệm chi phí chơi game. Có lẽ không cần phải bàn nhiều về điều này. Chỉ với $9.99 đến $19.99, bạn có thể truy cập khoảng 400 tựa game, bao gồm cả nhiều game mới và game ra mắt cùng ngày. Nếu một tựa game có giá từ $40 đến $60, chỉ cần chơi một game trong một tháng, bạn đã tiết kiệm được một khoản đáng kể. Một số bạn có thể băn khoăn nếu tháng nào không chơi game thì vẫn mất tiền. Nhưng thực tế là mình chưa bao giờ gặp phải tình huống đó. Thứ hai là bạn sẽ được chơi game sớm hơn. Kho game của Game Pass thường xuyên được cập nhật và gói dịch vụ này hợp tác với nhiều studio để mang đến các tựa game dưới dạng preview, tương tự như Early Access. Thậm chí, bạn có thể chơi một số game trước khi chúng chính thức phát hành từ 3 đến 5 ngày, như trường hợp của Starfield. Điều này cho phép mình thử nghiệm nhiều tựa game mà không lo về chi phí hay việc hoàn lại tiền. Thứ ba là sẽ thay đổi thói quen chơi game của bạn. Trước đây, khi muốn thử một tựa game mới, mình thường tải bản crack để chơi thử rồi mới quyết định có mua hay không. Tuy biết điều này là không đúng, nhưng vì chi phí eo hẹp, mình chấp nhận làm việc đó. Khi việc crack trở nên khó khăn hơn, mình chuyển sang Steam và thường phải chơi vội vàng để xem có nên hoàn lại game hay không. Kể từ khi có Game Pass, mình thường xuyên khám phá cái tựa game mới mà không phải lo lắng về việc hoàn tiền nữa. Thứ tư là dễ dàng chơi cùng bạn bè. Bạn có bao giờ gặp khó khăn khi game không hỗ trợ cross-platform, trong khi nhóm bạn lại chơi trên nhiều hệ máy khác nhau? Nhóm mình sử dụng 4 hệ máy chính là PC, PS5, Xbox và Switch. Nhờ Game Pass, mình dễ dàng kết nối và chơi với bạn bè trên cả PC và Xbox. Và cuối cùng là chuyển đổi giữa PC và Xbox. Một lý do nữa là khả năng chuyển đổi dữ liệu giữa hai nền tảng. Nhiều game trong Game Pass hỗ trợ tính năng Play Anywhere, cho phép bạn lưu game trên cả PC và Xbox, tất nhiên là cần gói Ultimate. Điều này giúp mình thoải mái chơi game ở bất cứ đâu. Nếu muốn chơi ở phòng khách, mình có thể dùng Xbox, còn khi vào phòng làm việc hay phòng ngủ, mình chỉ cần bật máy tính lên và tiếp tục chơi. Vì những lý do này, mình càng ngày càng ưu tiên sử dụng gói Game Pass cùng Xbox hơn các hệ máy khác. Nếu bạn muốn trải nghiệm như mình, hãy ghé Haloshop để đăng ký gói Game Pass và chọn cho mình một chiếc Xbox phù hợp. Shop hiện nay có cả máy mới và đã qua sử dụng để bạn có thể dễ dàng lựa chọn. Còn chơi gì nữa? More and more adventurous. And you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream.